bóng liên tiếp thuộc về các cầu thủ Hồng Minh Hà Tĩnh. Claudio, một quả phạt đền dành cho Hồng Minh Hà Tĩnh. Claudio tiếp tục là điểm nhấn trong những tình huống tấn công của đội chủ nhà. Trước đó là một tình huống đỡ bóng và khống chế bóng ngực rất hay của Claudio. Có lẽ người đã phạm lỗi là Văn Quý. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải có lý. Sau khi bóng rời khỏi chân của Claudio thì Phạm Văn Quý đã có tác động. Và chính Claudio Junior là người sẽ thực hiện quả đá phạt đền này. Claudio không vào. Chơi hay biết bao nhiêu trong những tình huống tấn công trước đó, nhưng ở một tình huống đối diện với khung thành của Hoài Anh thì Claudio đã không thể làm tốt vai trò của mình. Có một chút ngao ngán không hề nhẹ dành cho huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Rất đáng tiếc cho cá nhân Claudio và câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Quách Tân, rất hay những tình huống phối hợp tấn công rất hay. Văn Vy, lại một lần nữa một cầu thủ của Hà Tĩnh đã ngã trong vòng cấm, và một lần nữa thì cánh tay phải rất dứt khoát của Nguyễn Mạnh Hải đã chỉ vào chấm phạt đền. Trong hiệp 1, hai quả phạt đền dành cho đội chủ nhà. Phạm Nguyên Sa rồi Tiến Duy đang cố gắng để giải thích với trọng tài người Hải Phòng, nhưng quyết định là không thay đổi khi mà Claudio đã ôm gọn trái bóng trong tay. Hiệp 1 của trận đấu bước sang phút bù giờ thứ 2, và trên chấm phạt đền, Claudio đang rất khát khao có thể lấy công chuộc tội. Lần thứ 2 anh đối diện với Hoài Anh trên chấm phạt đền. Claudio không vào. Rất không may mắn cho Claudio. Hai lần trên chấm phạt đền và Claudio đã không thể có được bàn thắng cho cá nhân anh. Lần này thì bóng đi trúng giành, nhưng Hoài Anh đã chơi tốt hơn. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến Martin Balebo thực hiện không thành công ba quả phạt đền. Và bây giờ thì Claudio trên sân cỏ của Vinic đã làm điều đó tới 2 lần.